Rồi, chào mừng các bác đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh 3 Bình Định nha. Sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác là một model. Nó là model của dòng Pioneer SX980, là đàn anh của SX950. Dòng này được anh em ngoài Bắc rất là chuộng những dòng này, vì dòng này rất là đa năng và nó đặc biệt là dòng này là đàn 80, nó có được 4 đồng hồ vô. Vậy rất là đẹp nha, rất là sang trọng. SX980 rùa gan 7 mèo, em có qua video, em sẽ để dưới phần mô tả, anh em kéo xuống và bấm vào link đó nha. Nó sẽ anh em được xem được rùa gan, hoặc là anh em vào Zalo có thể xem được. Giá là 19 triệu 500, em bao ship toàn quốc cho các bác nha. Hàng eBay đẹp sắc sắc nha, trong lành luôn, rất là mới luôn. Đây, nắp của em nó thì đánh hầu hết các loại loa và trưng bày rất là đẹp nha, tiếng rất là thanh và treo sáng. Đàn anh có nói của nó nữa là 1080. 1080 thì bên em bán giá là 28 triệu 500. Và đây là SX980, rất là đẹp nha các bác xem. Em nói chơi hầu hết các loại loa, tiếng rất là hay. Rồi bây giờ em sẽ đi vào bài test cho các bác nghe. Xin mời các bác đăng ký kênh và để theo dõi những sản phẩm bên em. Đối với những các bác ở xa thì có thể liên hệ và đặt cọc tiền thì em sẽ ship hàng tận nơi nha. Khi nó lên đèn, đèn em nó là đèn vàng. Khi vào bán tắt đèn thì rất là đẹp. Trên tay bật đèn rất là sáng nha. Nào, xin mời em nghe.
Rồi, em xin phép là dừng video. Các bạn nào thích sản phẩm này thì liên hệ cho em qua số điện thoại viết trên màn hình nha. Rồi, hẹn anh em ở video kế tiếp.